Laudetur Jesu Christus Vatican News Tiếng Việt Radio Vatican, Vatican News Tiếng Việt Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ ba ngày mùng 2 tháng 11 gồm có Trước hết là kinh truyền tin với Đức Thánh Cha Kế đến là một giáo hoàng và người trẻ Và cuối cùng là gương chứng nhân Bây giờ kính mời quý vị theo dõi kinh truyền tin với Đức Thánh Cha Kính thưa quý thính giả, trưa thứ hai ngày mùng 1 tháng 11, lễ trọng kính các thánh nam nữ, Đức Thánh Cha đã cùng đọc kinh truyền tiên với các tín hữu như vẫn thường làm trong các ngày lễ trọng. Trời Roma có mưa nhẹ từ sáng, nhưng đông đảo các tín hữu vẫn đến quảng trường Thánh Phaero để cùng đọc kinh truyền tiên với Đức Thánh Cha. Trước khi đọc kinh truyền tiên, Đức Thánh Cha có một bài huấn dụ ngắn dành cho các tín hữu dựa trên bài tiên mừng được đọc trong lễ các thánh về các mối phúc. Đức Thánh Cha nói, Cari fratelli e sorelle,

Chúng chỉ cho chúng ta con đường dẫn đến nước Thiên Chúa và hạnh phúc. Con đường khiêm nhường, nhân ái, hiền lành, công bằng và hòa bình. Nên Thánh là bước đi trên con đường này. Chúng ta tập trung vào hai khía cạnh của lối sống này. Chính hai khía cạnh của lối sống thánh thiện đó là niềm vui và ngôn sứ. Thứ nhất là niềm vui. Chúa Giêsu bắt đầu bằng từ phúc. Đây là lời loan báo căn cội về một niềm hạnh phúc chưa từng có. Hạnh phúc sự thánh thiện không phải là một chương trình sống chỉ được thực hiện bởi những nỗ lực và từ bỏ nhưng trên hết đó là một niềm vui khám phá ra rằng mình là con cái được yêu thương của thiên chúa điều này làm cho chúng ta tràn ngập niềm vui đây không phải là một cuộc chinh phục của con người nhưng là một món quà chúng ta nhận được chúng ta là thánh bởi vì thiên chúa đấng là thánh đến cư ngụ trong cuộc sống của chúng ta chính ngài ban sự thánh thiện cho chúng ta vì điều này mà chúng ta có phúc. Vậy, niềm vui của người Kitô hữu không phải là một cảm xúc nhất thời hay sự lạc quan đơn thuần của con người, mà là sự chắc chắn có thể đối diện với mọi tình huống dưới cái nhìn yêu thương của Thiên Chúa bằng sự can đảm và sức mạnh đến từ nơi người. Các thánh, ngay cả giữa những hoàn nạn, họ đã sống niềm vui này và làm chứng về nó. Nếu không có niềm vui, Đức tin sẽ trở thành một bài tập nghiêm khắc và gò bó, và có nguy cơ đổ bệnh vì buồn. Một cha của sa mạc đã từng nói rằng, nỗi buồn là con sâu của trái tim, nó ăn mòn sự sống. Chúng ta hãy tự hỏi mình điều này. Chúng ta có phải là một Kitô hữu vui tươi không? Chúng ta có lan tỏa niềm vui hay chúng ta là những người ủ rũ, buồn bã với khuôn mặt đưa đám? Chúng ta hãy nhớ rằng, không có sự thánh thiện nào mà không có niềm vui. Khía cạnh thứ hai là ngôn sứ, các mối phúc được hướng đến những người nghèo, những người khốn khổ, những người khao khát công lý. Đây là một thông điệp ngược dòng. Thật vậy, thế giới nói rằng, để có được hạnh phúc, bạn phải giàu có, quyền lực, luôn trẻ và mạnh mẽ, tận hưởng danh tiếng và thành công. Chúa Giêsu đảo ngược những tiêu chuẩn này và đưa ra một lời loan báo ngôn sứ. Sự sống tròn đầy thật sự đạt được khi bước theo Chúa Giêsu và thực hành lời của người và điều này có nghĩa là trở nên những người nghèo khó bên trong, dọn trống chính mình để có chỗ cho thiên chúa. Ai tin rằng mình giàu có, thành công và an toàn thì đặt mọi thứ vào bản thân và khép mình trước thiên chúa và anh em mình, trong khi những người biết mình nghèo và không đủ thì vẫn mở ra với thiên chúa và người lân cận và người đó tìm thấy niềm vui. Vậy, các mối phúc là lời ngôn sứ về một nhân loại mới, về một lối sống mới. Đó là làm cho mình trở nên nhỏ bé và phó thác mình cho Thiên Chúa thay vì đè lên người khác. Hiền lành thay vì tìm cách áp đặt. Thực hành lòng thương xót thay vì chỉ nghĩ đến bản thân mình. Dẫn thân cho công lý và hòa bình thay vì đuốt lót, ngay cả bằng sự đồng lõa, bất công và bất bình đẳng. Sự thánh thiện là chào đón và đem ra thực hành với sự trợ giúp của Thiên Chúa, lời ngôn sứ này, vốn tạo nên một cuộc cách mạng thế giới. Vì vậy, tôi có thể tự hỏi, tôi có làm chứng cho lời ngôn sứ của Chúa Giêsu không? Tôi có diễn tả tinh thần ngôn sứ mà tôi đã lãnh nhận nơi bí tích thánh tẩy không? Hay tôi làm quen với cuộc sống tiện nghi và sự lười biếng của mình, nghĩ rằng mọi thứ đều ổn nếu tôi ổn? Tôi mang vào thế giới sự mới mẻ vui tươi của lời ngôn sứ của Chúa Giêsu hay những lời phàn nàn thường hằng về những điều chưa ổn? Đó là những câu tự hỏi làm chúng ta tốt hơn. Xin Đức Trinh Nữ Maria, ban cho chúng ta một điều gì đó nơi tâm hồn của mẹ. Tâm hồn diễm phúc đã hân hoan ca tụng Chúa, đấng đã hạ bệ những ai quyền thế và nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kính mời quý vị cùng hiệp ý đọc kinh truyền tiên với Đức Thánh Cha. Angelus omnium sanctorum Ave Maria, gracia plena, dominus tecum. benedicta tui mulieribus e benedito frutto venti tu, Gesù. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce Domini. Fiat mi, secundum verbum Tuum. Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus e benedito frutto venti tu, Gesù. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. E verbum caro factum est. et abitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventis tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Vicentis. Ut innie, Ficeamur, promissionibus Christi. Benedicat vos, Omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Vatican News tiếng Việt không phải là Việt Catholic News. Trong thời gian qua, nhiều độc giả đã gửi thư đến Vatican News và nhầm lẫn Vatican News là Việt Catholic News. Vì thế để tránh sự nhầm lẫn, chúng tôi minh định rằng Vatican News không phải là Việt Catholic News với một số đặc trưng cơ bản: danh xưng Vatican News tiếng Việt là tên chính thức của Vatican News phát bằng ngôn ngữ tiếng Việt và không có danh xưng khác. Đến vị thuộc về Vatican News, tiền thân là Radio Vatican với 40 ngôn ngữ thuộc Bộ Truyền thông của Tòa Thánh với Bộ trưởng do Đức Thánh Cha bổ nhiệm. Trụ sở của Vatican News đặt tại Vatican trên vùng đất ngoại lãnh thổ của Roma, nước Ý. Logo Logo Vatican News bao gồm huy hiệu giáo hoàng màu trắng trên nền đỏ và chữ Vatican News. Đồng thời, chúng tôi cũng xác định tên gọi duy nhất trên các mạng xã hội Facebook, Twitter, Instagram là Vatican News tiếng Việt. Một số trang Facebook có tên tương tự nhưng không thuộc sở hữu của chúng tôi, ví dụ Việt Vatican News và Việt Vatican News. Về việc phát radio, chúng tôi dùng tên gọi cũ Radio Vatican đi liền với tên mới Vatican News tiếng Việt. Thỉnh thoảng chúng tôi cũng nhận được phản hồi và nhận thấy có sự nhầm lẫn giữa Radio Vatican và Radio Veritas, Đài chân lý Á Châu. Vì vậy, chúng tôi minh định về sự khác nhau giữa Radio Vatican có trụ sở tại Vatican và Radio Veritas Đại chân lý Á Châu có trụ sở tại Philippines. Mỗi cơ quan truyền thông có sứ mạng và phong cách khác nhau tạo nên sự đa dạng và phong phú trong lĩnh vực truyền thông. Ước mong quý khán thính giả và độc giả tìm được những nội dung hữu ích cho đời sống đức tin từ những cái nhìn phong phú và khác nhau này. Ban biên tập Vatican News tiếng Việt Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Giáo hoàng và người trẻ An tử và sử dụng thuốc giảm đau Xin chào, chào mừng các bạn quay trở lại với chương trình Giáo hoàng và người trẻ Và như thường lệ với người dẫn là mình, Jen Và Trung Hưng thân mến, chương trình Giáo Hoàng và Người Trẻ là một không gian gặp gỡ giữa những giáo huấn và quan điểm của giáo hội. Với những quan điểm, suy tư và chia sẻ của những bạn trẻ hôm nay, chương trình mong muốn là nhịp cầu kết nối tư tưởng, là không gian kết nối tiếng nói và chung tay vào hành động bị tin mừng các bạn nhé. Vâng các bạn thân mến, ở trong tuần rồi chúng mình có chia sẻ về vấn đề an tử. Sau khi chúng mình cùng chia sẻ và tìm hiểu nè. Và mình đã hiểu được An Tử không phải là cậu bé tên An. Đúng rồi, nhưng mà An Tử ở đây là muốn nói đến một hành động khiến cho cái chết mau hơn và đôi khi có thể hiểu là tự tử nữa. Và thế là chúng mình đã tóm tắt sơ qua về số tuần rồi. Vậy thì, bây giờ, chị không biết là Jen có nhớ là tuần này chúng mình sẽ nói về đề tài gì không? Ai chà, Bây giờ là hết thầy khảo bài rồi là đến chị Google bắt trả bài rồi Và câu trả lời là 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 con dành cho thầy đó Chứ còn bài vở trường lớp rồi Nhiều kiểu, nhiều giờ Thêm môn đoán chủ đề là con ôm sau không nổi nha Ok, vậy vào chương trình hôm nay thôi nha Hôm nay đó, chúng mình sẽ đến với một câu hỏi khá là hay liên quan đến an tự đó Đó là về mặt luân lý có cho phép an tự hay không? Nếu mà theo con đoán thì con nghĩ là không Nhưng mà để con thử đọc là trong đô cát nói gì nhé thầy Thưa, việc trực tiếp gây nên cái chết cho một con người Ngay cả khi người bệnh vô phương cứu chữa Bao giờ cũng phạm điều ranh thứ năm Ngươi không được giết người Điều này cũng áp dụng cho chính sự sống của bản thân Chỉ có thiên chúa là chủ sự sống và sự chết ừ. Ồ, Ở đây là nghe có vẻ là con đúng rồi đúng không thầy Ồ, vậy chúc mừng bạn trẻ đó đã trả lời được câu hỏi ha Vậy bây giờ mình sẽ tiếp tục với câu trả lời của Ducat nha. Mặt khác, giúp chăm sóc người đang đến gần cái chết và chăm sóc y tế đó cho họ hết khả năng để có thể giảm bớt đau đớn họ phải chịu là đang thực thi bác ái và thực hiện lòng thương xót với tha nhân. Các phong trào chăm sóc người hấp hối và cho thuốc giảm đau ngay là dịch vụ quan trọng về vấn đề này. Ở đây, á, mình thấy điều này rất là đúng là gen vì người ta trong cơn bệnh tật rất là đau đớn đó có lẽ gen phục vụ trong bệnh viện rồi trong các trạm y tế nên thấy những hoàn cảnh mà người ta chịu các căn bệnh hiểm nghèo đau đớn như thế nào đúng không? Dạ đúng rồi thầy, nhưng mà ở đây là có một cái điểm chốt đó là khi mà chúng ta làm như vậy tức là chúng ta đang giúp người ta phần nào đó để giảm cái gánh nặng bệnh tật là một cách mà chúng ta thể hiện lòng bác ái và yêu mến người thân cận và điều này rất là Kitô tô giáo luôn À mà đây Gen, chúng mình có nói đến thuốc giảm đau ngay đó mà Gen có biết đây là loại thuốc gì không? Đấy chà, thôi thôi mình đang có chị Google mà mình hỏi luôn chị Google cho lệ thầy. Đây đây. Hả? Mà Gen nhờ đúng chỗ rồi đó. Chị là bách khoa toàn thư mà. Để chị xem nào. Nhưng mà chị cũng cần vài giây để tải thông tin nữa. À đây rồi. Đó, Gen đọc đi. Ok, ok. Đây, đây, chị Google kiếm ra rồi nè. Khi chúng ta nói đến thuốc giảm đau ngay, là khi một người bị bệnh nặng vô phương cứu chữa và tất cả các chọn lựa y tế đều đã bó tay. Và cuối cùng người ấy có thể phải rơi vào giai đoạn đi đến gần cái chết và chắc chắn bệnh nhân không cần phải chịu đau đớn không cần thiết. Thì việc chăm sóc dùng thuốc giảm đau này sẽ làm dịu bớt đau đớn khi không còn chữa trị được nữa. Việc dùng các thuốc giảm đau giúp bệnh nhân có thể chịu đựng bệnh tình tốt hơn. Vậy thì ở đây con hiểu lại giúp giảm bớt khi các phương tiện y tế rồi là bệnh họ trở nên trầm trọng quá rồi nên là thuốc này giúp cho họ tiếp tục chịu đựng được cái căn bệnh của họ một cách nhẹ nhàng hơn đúng không thầy? Ừ. Tuy nhiên đó mặc dù chúng ta nói là như vậy nhưng mà trong thực tế đó có rất là nhiều hoàn cảnh có người bị bệnh đau quá nên có người muốn họ chết đi nhanh để khỏi chịu đựng căn bệnh này nữa hay là chính người bệnh đó có thể không chịu nổi hay là tinh thần thì thất vọng về sức khỏe cô muốn tìm đến cái thuốc này thuốc kia để chấm dứt cuộc sống nhanh chóng đó thế nên mà khi mà chúng ta nói đến việc dùng thuốc hay các phương tiện y tế ở đây á, thì chúng ta cần phải chú ý đến nguyên tắc này nè hay là gen thử đọc xem nào à có nguyên tắc hả thầy đây nguyên tắc phải là ô con thấy chữ phải là nên con nghĩ là ở đây là mình cần phải chú ý kỹ nè vậy nguyên tắc phải là là gì thưa đó là chúng ta giúp người hấp hối chứ không phải là chúng ta giúp người ta chết vì vậy, về phương diện y tế và luân lý, thậm chí có thể buộc phải ngưng các liệu trình không mang lại hy vọng cải thiện. Ngoài ra, cần phải sử dụng đến thuốc giảm đau tức thời, dù cho có thể rút ngắn sự sống của bệnh nhân. Ở đây có một chữ tuy nhiên mình cũng cần phải nói nha, mà mình thấy đó là điều cần trọng đó, là hơn hết ở việc này cần phải xem xét ý muốn của bệnh nhân. Nếu bệnh nhân không có mong muốn nào cần được thực hiện, đó, hoặc chính bệnh nhân không còn nói rõ được mong muốn của mình nữa, thì người đại diện được ủy thác cho họ có thể cho biết tuy nhiên những mong muốn này á phải phù hợp với luật luân lý ừ, ở đây là con thấy chúng mình nói rất nhiều nào là sử dụng thuốc giảm đau ngay rồi các phương tiện y tế giúp cho người bệnh chịu đựng căn bệnh nên à, tóm lại đó thì con thấy yếu tố là tình người tình nghĩa rồi con thấy đây mới là cái lẽ phải cái nguyên tắc mà mình hành động vì con thấy có những lúc như thế người ta cần cái người ở bên bên cạnh họ đó là cả người thân và cả bác sĩ cả y tá mặc dù nói thì nghe có vẻ là lý thuyết nhưng mà lúc đó chúng ta đang giúp cho người hấp hối chứ chứ không phải là khiến cho họ chết nên con nghĩ là làm sao để họ chịu đựng được cái căng bệnh hay là cái cảm giác ngay lúc đó mà họ cảm thấy được bình an và và tin cậy vào Chúa đúng rồi đó Gen Nếu thế thì là Gen đang rửa tội lại cho thuật ngữ an tử đó vì anh tự là phải nói đến cái chết cho mình an đúng không trong sự phó thác vào chúa đúng không và cùng với điểm này ở số tiếp theo đó chúng mình sẽ nói đến một câu hỏi khá là hay là tôi có tự do chứ trẻ bây giờ đề cao tự do lắm đó nha. à đúng rồi vì có cái câu tự do là năm bộ quanh mà thầy mà thầy đang nói tự do liên quan gì với anh tự hả ở số sau đó chúng mình sẽ đặt một câu hỏi về tôi có quyền quyết định giờ chết của mình hay không? À, hay hay con chưa gì là con cũng 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 có đoán câu trả lời là là không rồi đó nhưng mà thôi để số sau thì chúng mình thử bàn xem nhé vậy chúng mình sẽ gặp lại các bạn trong số tiếp theo khi bàn về chủ đề này nhé hẹn gặp lại các bạn trong số tiếp theo nhé các bạn thân mến, chương trình Giáo Hoàng và người trẻ muốn là nhịp cầu kết nối tiếng nói của Đức Thánh Cha và quan điểm của giáo hội với các bạn. Và các bạn có thể cộng tác bằng cách gửi những câu hỏi hay là những thắc mắc tranh chở hay ý tưởng cách thức sáng tạo và mới mẹ cho chương trình của chúng mình qua địa chỉ email giáo hoàng và người trẻ a gmail com hay nhắn tin cho chúng mình qua trang facebook vatican news tiếng việt hoặc để lại các dòng comment trên youtube nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần tới. Xin, Xin chào, chào và, và hẹn gặp lại. lại. Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Gương Chứng Nhân Lời cầu nguyện mở cửa trời, phép lại chữa lành giữa đêm mùa hè Trong buổi đọc kinh truyền tin tại quảng trường Thánh phê -rô vào trưa Chủ Nhật ngày 24 tháng 10 vừa qua Khi suy tư về đoạn tin mừng Thánh Mát Cô thuật lại câu chuyện anh mù từ lúc mới sinh Bác Tì Mê đã cầu xin và được Chúa chữa lành đức thánh cha Francisco đã thuật lại sự kiện một bé gái bệnh nặng không còn hy vọng chữa lành và sắp qua đời đã được chữa lành nhờ sự kiên trì cầu nguyện tha thiết cùng đức mẹ của người cha báo quan sát viên roma đã đăng bài viết của nữ nhà báo người argentina virginia bona người biết rõ về câu chuyện có thật này bài báo có nội dung như sau một bé gái sắp qua đời đã được cứu sống nhờ lời cầu nguyện của người cha. Đây là câu chuyện đã được Đức Thánh Cha Francisco kể lại tại buổi đọc kinh truyền tin trưa Chúa Nhật ngày 24 tháng 10. Đức Thánh Cha nói về đoạn tin mừng thuộc lại câu chuyện anh Bartime, một người mù từ khi mới sinh đã nhận ra đấng Messiah, đã khẩn cầu lòng thương xót của người và xin người thương xót anh. Thương xót con người của anh, người mù lớn tiếng cầu xin với đức tin anh ta la to lên. Đức thánh cha Francisco đã phân tích nội tâm của người ăn xin bị mù mà thánh Marco đã thuật lại và ngài suy tư. Đức thánh cha nói: Anh Bartime không dùng nhiều lời nói. Anh ấy nói điều gì là cần thiết và phó mình cho tình yêu thương của Thiên Chúa. Điều có thể làm cho cuộc sống của anh lại sinh hoa kết quả bằng cách làm điều mà con người không thể làm được đây là lý do tại sao anh không cầu xin chúa bố thí nhưng bày tỏ mọi điều sự mù lòa và đau khổ của anh đều còn đau khổ hơn cả việc anh không thể nhìn thấy tình trạng mù lòa của anh là phần nổi của tảng băng chìm nhưng chắc hẳn trong lòng anh đã có những vết thương những tuổi nhục những giấc mơ tan vỡ những sai lầm những hối hận anh cầu nguyện bằng trái tim của mình còn chúng ta thì sao khi chúng ta xin Chúa một ơn, chúng ta có đặt trong lời cầu nguyện cả lịch sử, những vết thương, sự xí nhục, ước mơ tan vỡ, lỗi lầm và hối hận của chúng ta không? Nhưng Đức Thánh Cha suy tư sâu hơn nữa. Ngài trở lại với kho tàng ký ức của riêng mình và trở lại một đêm mùa hè năm 2005 hoặc 2006. Trước cổng đền thánh Đức Mẹ Luzan, bốn mạng của Argentina tại quê hương yêu dấu của Ngài. Đức Thánh Cha nói, rất nhiều người trong chúng ta khi cầu nguyện, chúng ta không tin rằng Chúa có thể làm phép lạ. Tôi nhớ lại câu chuyện mà tôi đã chứng kiến về người cha đã được các bác sĩ cho biết rằng đứa con gái 9 tuổi của ông sẽ không qua khỏi đêm đó. Cô bé đang nằm bệnh viện và ông đã đón một chiếc xe buýt và đi 70 số để đến đền thánh đức mẹ khi ông đến nơi thì đền thánh đã đóng cửa ông bám chặt vào cổng đền thánh và đứng đó cầu nguyện suốt đêm lạy chúa xin cứu con gái của con chúa ơi xin ban cho con gái con được sống ông đã cầu nguyện với đức mẹ suốt đêm dài ông khóc với chúa khóc từ thẳm sâu lòng mình sau đó khi trời sáng ông trở lại bệnh viện ông thấy vợ mình đang khóc và ông nghĩ con bé đã chết rồi nhưng vợ ông nói không ai hiểu không ai hiểu các bác sĩ nói đó là một điều kỳ lạ con bé dường như đã được chữa lành chính chúa đấng đã ban cho ông mọi điều đã nghe thấy tiếng kêu cầu của người đàn ông cầu xin người mọi điều đây không phải là một câu chuyện chính tôi đã thấy điều này ở giáo phận khác chúng ta có lòng can đảm như thế này khi cầu nguyện không điều gì đã xảy ra vào đêm hôm đó ở Luzon chúng ta muốn thưởng thức ân sủng đó và biết nó thưởng thức nó để tiếp tục cảm nghiệm lòng nhân từ của thiên chúa và của mẹ người về sự hiện diện và hành động của người trong cuộc sống của chúng ta và trong lịch sử một linh mục người Argentina người chọn cách trở nên bé nhỏ trước phép lạ và do đó giấu tên đã kể cho chúng tôi nghe chi tiết về những gì đã xảy ra vào đêm mùa hè hôm đó tôi là nhân chứng cho điều kỳ diệu đó khi tôi nói chuyện này với đức thánh cha khi ngài còn là giám mục ở Buenos Aires tôi đã nói với ngài rằng hãy luôn kể lại nó bằng ngôi thứ nhất xin đừng nêu tên tôi ngài đã rất ngạc nhiên trước điều kỳ diệu này vì tôi đã kể cho ngài nghe rất nhiều về điều đó một đêm mùa hè tôi đang từ nhà của người họ hàng ở luzon trở về tôi nghĩ chúng tôi đã có một bữa tiệc và đi ngang qua quảng trường vào lúc nửa đêm, tôi gặp một người đàn ông trẻ tuổi đang vịn lan can bậc thang và cầm trên tay một bó hoa hồng. Tôi đến gần ông và hỏi xem có chuyện gì vậy. Người đàn ông nói với tôi rằng đứa con gái nhỏ của ông đang ở bệnh viện. Ông đã đi bộ từ thủ đô đến Luzon và bó hoa hồng đã được người bạn cùng đi xe tặng cho ông. Ông đã đặt bó hoa ở chỗ Đức Trinh nữ. Tôi nói với ông ta Chúng ta hãy vào vương cung thánh đường. Khi đó có lẽ đã 12 giờ đêm. Chỉ có anh, bạn bè của anh không thể vào. Một mình tôi sẽ chịu trách nhiệm cho anh. Chúng tôi đi vào vương cung thánh đường từ ngõ sau, đi qua ngôi nhà. Tôi nói với người bảo vệ rằng tôi chịu trách nhiệm về người đàn ông đó. Nếu có bất cứ điều gì xảy ra, tôi phải chịu trách nhiệm. Người cha này đã để bó hoa trong chiếc bình mà chúng tôi luôn đặt ở đó và quỳ trước cung thánh trong khi tôi ngồi trên chiếc ghế đầu tiên và bắt đầu cầu nguyện ông lặng lẽ quỳ xuống và tôi ngồi xuống lần hạt mân côi cầu nguyện cho đứa con gái nhỏ của ông sau khi cầu nguyện xong hai mươi phút sau người đàn ông bước ra tôi chúc lành cho ông và chúng tôi chào tạm biệt điều đó xảy ra vào một ngày chúa nhật thứ bảy tuần sau khi tôi đang giải tội người đàn ông này đến gặp tôi Tôi không nhận ra ông, với tất cả những người đi qua vương cung thánh đường vào mùa hè và hơn nữa, chính ông và cô con gái tóc vàng nhỏ bé của ông, khoảng 8 hoặc 9 tuổi. Ông ta nói với tôi, "Thưa cha, cha có biết con không?" Tôi trả lời, "Anh là ai?" "Con là người đàn ông đã cầu nguyện với cha vào ngày hôm trước. Đây là cô con gái nhỏ của con. Đức mẹ đã làm phép lại cho con." khi con cùng cha cầu nguyện vào lúc 12 giờ đêm cho cô con gái nhỏ của con. Con gái nhỏ của con đã ngồi dậy và đòi ăn. Sau chuyến đi, vào lúc bình minh, con đến để thăm con bé. Con hỏi ở phòng chăm sóc đặc biệt và họ nói với con rằng con gái con không còn ở đó nữa. Con tưởng con bé đã chết, nhưng không, con bé đang ở với mẹ nó trong một khu nhà. Chúng ta hãy nhìn vào phúc âm, khi Chúa Giêsu Kitô chữa lành đầy tớ của viên đại đội trưởng khi còn ở từ đàng xa, tin mừng vẫn sống động, nó lặp lại chính nó và qua Đức Maria. Đây là những gì tôi muốn kể lại. Đây là câu chuyện khó thật, và còn những câu chuyện khác mà tôi đã kể với Đức Thánh cha Francisco khi tôi ở Buenos Aires. Ngài yêu cầu tôi viết ra những điều này và đó là những gì tôi đang làm, nhưng rất rất chậm trong câu chuyện này không có tên nhưng có sự kiện vị linh mục người chọn ẩn danh không hề nghe tin tức gì về gia đình đứa con gái được chữa lành rõ ràng trước mắt chúng ta là một chứng tá mạnh mẽ về sự dấn thân khiêm nhường đối với đức tin tin mừng được thực hiện trong những điều kỳ diệu được lặp đi lặp lại này đưa chúng ta đối diện với mầu nhiệm của thiên chúa và các công việc của ngài trong mọi thời đại người bạn linh mục của chúng ta nhắc lại những lời này trong đền thánh những phép lạ mà đức mẹ ban cho giống như lật từ trang này sang trang khác của phúc âm tôi không bao giờ lấy tên của những người đã nhận được phép lạ tôi chỉ biết cảm ơn và ngợi khen chúa với đức trinh nữ maria kinh nghiệm mà tôi có được là sống theo phúc âm từng điểm một Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Jesu ngợi khen Giêsu Kitô.